Hương Dương Ngược Nắng tập 12, Châu khuyên Ngọc nên chấp nhận vai trò của Chí. Nghe lời khuyên dạy của ông Phan, Châu đã sự thay đổi trong cách ứng xử với Chí. Đồng thời, Châu đã khuyên Ngọc nên chấp nhận Chí như một thành viên trong gia đình. Trong tập 11 bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng, bà Loan sau khi say xỉn dậy nói với Minh ý định mở câu lạc bộ khiêu vũ do nhu cầu hiện nay của người dân đang nhiều. Mình một mặt đồng thuận, nhưng mặt khác nói rõ sẽ chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, không có tiền để lo cho việc làm ăn của mẹ. Sau đó, bà Loan đã âm thầm mang xe của Minh đi bán. Ở cơ quan, mình nhận được điện thoại của anh Văn, đồng nghiệp, báo cáo về việc đối tác cung cấp nguyên liệu để phục vụ cho việc dược liệu không đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thương thuyết, đối tác đã cố gắng thuyết phục Minh chấp nhận lấy nguồn dược liệu chất lượng không tốt, cô đã từ chối. Do vậy, đối tác vật ý và nói sẽ làm việc với Hoàng, cấp trên của Minh. Trao đổi với Hoàng về điều này, cấp trên cho rằng mọi người đi làm đều vì miếng cơm manh áo và hỏi tại sao cô không cầm tiền của đối tác. Nhưng đó chỉ là phép thử của Hoàng đối với nhân viên. Sau đó, Hoàng đặt vấn đề, cô có giải pháp gì để công ty không thiệt thòi, đối tác không thiệt hại không? Nếu có tìm được ra một đối tác khác thì tôi sẽ không xem xét, còn không phải mời tôi một bữa ăn để dạy cô thế nào là mềm dẻo trong kinh doanh. Nguyên tắc thì tốt, nhưng bản lĩnh để phá vỡ nguyên tắc thì cần một level cao hơn, hiểu không cô bé? Sau đó, Hoàng nói với Minh đã đồng ý nghiệm thu 50% lô hàng nhưng siết toàn bộ những điều khoản có lợi về sau. Nghe thấy Hoàng nói vậy, Minh tỏ ra bất ngờ vì Hoàng để mất 50% chi phí trong lô hàng. Nghe nhân viên thắc mắc, Hoàng lý giải, trong 50% đó, hơn nửa vẫn có thể sử dụng được mà. Cái này nghĩa là không để mình thiệt, cũng không dồn đối tác vào bước đường cùng. Hay còn gọi là cả hai bên cùng có lợi. Ở diễn biến khác, ông Phan sau khi nhận cháu trai liên tục hỏi thăm, dạy dỗ Chí về cách thức làm ăn thông qua cách ứng xử hàng ngày. Trong khi đó, Chí và Ngọc tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn trong việc sinh hoạt trong một nhà. Ngọc không chịu ngồi vào bữa tiệc do ông Phan tổ chức để đón chào Chí. Tại bữa tiệc, ông Phan chia sẻ, bố các cháu mất đi là biến cố lớn, nhưng gia đình chúng ta có hai thành viên, ông hy vọng sau tất cả mọi người sẽ gắn bó hơn. Chí mới về còn nhiều bỡ ngỡ nên Châu là chị gái, Ngọc là em gái hãy giúp đỡ. Sống trong một nhà không tránh được những va chạm, sống trong nhà máu mủ, hãy nhìn vào điều đó để sống bao dung hơn. Nhận thấy thái độ của Ngọc có vấn đề, ông Phan đã tìm gặp cháu gái và rủ đi dạo. Trong lúc đi, ông Phan hỏi, dù ông nói thế nào cháu cũng không thay đổi thái độ với anh Chí đúng không? Trả lời câu hỏi của ông, Ngọc thừa nhận lời ông nói là đúng, bản thân không thể miễn cưỡng chấp nhận một người khác làm anh. Khi đó, ông Phan khuyên, sau này, ông mất đi, các cháu phải dựa dẫm vào nhau, sinh lão bệnh tử là lẽ thường. Mình và Chí không được sống trong môi trường thuận lợi để được học hành, mở mang như các cháu. Nhưng đã là máu mủ thì không có cách nào chối bỏ được nhau. Ông hy vọng thứ gì có thể bỏ qua cho nhau thì bỏ qua, thứ gì có thể chỉ bảo cho nhau thì chỉ bảo, được không cháu? Ông đã nói rồi, dù có thế nào cũng không được dồn nhau đến đường cùng, cả cháu cũng vậy. Sau đó, ông Phan bảo người giúp việc đưa sách cho Chí đọc và căn dặn khi nào đọc xong thì nói chuyện với ông. Đồng thời, ông Phan cũng sắp xếp cho Chí đi học tại các lớp về kinh doanh. Đặc biệt, ông Phan còn cho người đi xét nghiệp en giữa mình và Minh. Kết quả cho thấy, ông Phan và Minh có quan hệ huyết thống theo dòng cha. Thấy vậy, ông Phan rất vui mừng. Về phía Châu, cô luôn trăn trở với những lời ông Phan nói về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình. Ông Phan khuyên Châu là người nên dung hòa những mối quan hệ. Vì vậy, Châu đã có những hành xử tỏ ra quan tâm đến Chí. Châu hỏi Chí về việc học hành. Châu chia sẻ với Phan, tầm tuổi em chị cũng bắt đầu học về kinh doanh nhưng cũng không có gì khó bằng việc bắt tay vào làm thực tế. Đồng thời, Châu còn dẫn Chí đi chọn quần áo để chuẩn bị việc dự một cuộc họp của công ty. Cũng trong tập này, Phúc, bạn cũ của mình xuất hiện. Giữa hai người dường như có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Phúc mới ra tù và trở về quê để chăm lo cho chuyện gia đình. Trong tập 12 bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng, bà Loan khuyên con gái, đừng có nói là mày định cặp với nó đấy nhé. Kể cả trước là khi nó ra tù hay vào tù thì mày cũng phải kiếm được thằng nào ngon nghẻ hơn nó. Lần trước, tao có nói thẳng với nó là đừng hy vọng gì ở mày. Mày phải kiếm được thằng chồng nào giàu có, tử tế để nuôi mẹ, nuôi em. Ở diễn biến khác, Chí chia sẻ với Kiên về chuyện học kinh doanh rằng toàn chữ là chữ thôi anh ạ, nhìn đau hết cả đầu. Ông còn bảo em đọc xong phải viết bản thu hoạch cơ. Hay là anh đọc rồi viết cho em rồi em gửi cho mình hát hát duyệt.
Nghe Chí nói vậy, Kiên hỏi, Chí không biết kinh doanh à? Đáp lời, cậu cháu đích tôn họ Cao cho hay, em cũng không biết nữa, chắc là cũng biết một ít. Nói không phải khoe, mình hát hát giỏi hơn em nhiều, giống anh ấy. Trong cuộc gặp khác giữa Châu, Kiên và Ngọc, người chị trong gia đình đã nói với cô em út về thái độ với Chí rằng phủ nhận thì có ích gì đâu, tốt nhất là chấp nhận sự thật. Tập 12 bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 6 tháng 1 trên kênh VTV3.